trong quá trình học các em đã rất muốn đồng hành cùng với cô bằng cách là có sách ở bên cạnh mình đúng không nè, để có thể vừa nghe lại bài nè, vừa có thể ghi chép lại những điều mà các em cần lưu ý, đồng hành cùng làm các bài tập và sửa các bài tập ngay tại thời điểm mình học luôn đúng không? Vậy thì cô mời các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới video clip này để có thể sở hữu ngay trọn bộ sách và cùng với các voucher vô cùng hấp dẫn luôn nha. Khi mà các em sở hữu bộ sách này thì các em có thể tăng được hiệu quả học tập của mình cũng như rèn luyện được những kỹ năng làm bài tập và hiểu rõ hơn về ngữ pháp nữa nè. Vậy thì các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới để sở hữu ngay bộ sách này nha các em. Cô vừa giới thiệu cho các bạn về câu bị động ở thì tương lai phải không? Tiếp đến thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về the passive present perfect. Thì câu bị động với thì hiện tại hoàn thành ha. We can also use the passive with the present perfect tense. Chúng ta cũng có thể sử dụng câu bị động với thì hiện tại hoàn thành ha. Rồi nhìn vào ví dụ cô có. The milk been taken from the fridge. Rồi ở đây cô có phải S là viết tắt của chữ has các bạn ha. Rồi vậy thì sữa được lấy từ tủ lạnh, được chưa? Vậy thì ở đây cô có là the milk là danh từ không đếm được, cô đi với has. Rồi tiếp đến là been taken. Câu ở dưới cô có I haven't been given any money. Có nghĩa là tôi chưa được cho tiền ha. Rồi ở đây câu phủ định nên cô dùng là haven't. We make the present perfect passive from the object plus have or has not plus been plus past participle. Rồi vậy thì chúng ta thành lập cái câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn bằng cách là mình sẽ có tân ngữ ở phía đầu ha. Tiếp theo là have hoặc là has. Phủ định thì các bạn thêm not vào. Tiếp đến là phải có chữ been. Và cuối cùng là verb 3 ed ha. Rồi đó là cái công thức của cô. Bây giờ mình sẽ nhìn vào câu ví dụ nè. The files have been saved. Rồi ở đây là gì? Những cái tài liệu thì vừa đã được những cái tài liệu đã được lưu lại rồi ha, đã được lưu trữ lại rồi. Vậy thì ở đây cô có the files là số nhiều, cô đi với have, tiếp theo là been và động từ ed ha, đó là cái công thức. Rồi tiếp đến, we make present perfect passive questions from have or has plus object plus been plus past participle. Rồi chúng ta cũng có thể thành lập dạng câu hỏi đối với câu bị động thì hiện tại hoàn thành ha. Đó là mình đưa have hoặc là has lên đầu nè. Tiếp đến là tân ngữ và chữ been rồi verb 3 ed nha. Rồi nhìn vào câu ví dụ cô có have has everything been done. Rồi ở đây là gì? Mọi thứ đã được hoàn thành chưa? Mọi thứ đã làm xong chưa? Rồi vậy thì có hai cách trả lời là yes it has, rồi no it hasn't, chưa. Nhớ giùm cô, câu hỏi thì phải có dấu chấm hỏi các bạn ha. Mời các bạn đi đến bài số 4 nha. Tick the correct present perfect passive sentences. Rồi các bạn sẽ đánh dấu tick vào cái câu gì? Câu bị động của thì hiện tại hoàn thành đúng nhất ha. Nhớ lại câu bị động của thì hiện tại hoàn thành. Rồi ví dụ number 1 cô có hai câu. The printer's unplugged hoặc là the printer's been unplugged. Rồi vậy thì theo các bạn là dạng câu bị động của thì hiện tại hoàn thành thì cô sẽ chọn câu trên hay là câu dưới nào? À, đó chính là câu dưới ha, bởi vì nó có dạng là has, been và verb ed ha. Vậy thì cô sẽ đánh dấu tick vào trong cái ô trống này nha các bạn. Và câu này mang nghĩa là cái máy in đã được gì? Đã được tháo cái phích cắm ra rồi, được chưa? Rồi những câu còn lại các bạn đọc và xem cho cô câu nào đúng thì mình tick vào cái câu đó ha.
Rồi, cô cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này. Rồi, xem những câu còn lại, câu nào đúng các bạn nha. Rồi, cô có number 2. The big dog's been hurt but not seen. Number 3. The bandages haven't been picked up. Number 4. Has the classroom been cleaned? Number 5. A man's been arrested for the crime. Number 6. The letters been sent to you. Number 7. A car that uses air hasn't been invented yet. Number 8. How many games have been played? Rồi, bây giờ cô mời các bạn đến với bài tập số 5. Complete the sentences. Use the present perfect passive of the verbs in brackets. Rồi bây giờ các bạn sẽ hoàn thành những câu sau đây cho cô. Nhớ là mình sẽ sử dụng cái câu bị động của thì hiện tại hoàn thành đối với những cái động từ ở trong ngoặc mà người ta đã cho nha. Rồi ví dụ number 1 cô có the apples. Rồi ở đây người ta cho cái động từ steal đúng không? Bây giờ mình sẽ đưa nó về gì? The apples là chủ ngữ số nhiều, cô đi với have. Rồi tiếp đến phải có chữ been nha. Và cuối cùng là stolen là verb 3 của steal các bạn ha. Vậy thì cô có the apples have been stolen là những trái táo đã bị đánh cắp, đã bị ăn cắp rồi ha. Rồi vậy thì những câu còn lại các bạn hoàn thành cho cô. Cô cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi, cùng sửa những câu còn lại với cô. Cô có number 2. The breathing apparatus has been checked. Number 3. I don't know if your email... Rồi, ở đây động từ sent. Vậy thì đáp án của mình sẽ là has been sent. Ok. Number 4. The door hasn't been painted yet. Number 5. Has your nephew been invited to the celebration? Number 6. We're very pleased that an accident has been prevented. Number 7. Has water been discovered on Mars? Number 8. The bottles have been taken to the bottle bank. Number 9. The monkey went up the tree and it hasn't been seen since then. Number 10. We haven't been shown how to use the equipment. Rồi, mình đến với bài tập tiếp theo ha. Đó là bài tập số 6. Write sentences. Start each sentence with the underlined words and use the present perfect passive. Rồi, ở bài tập này các bạn sẽ viết câu và mình sẽ bắt đầu câu bằng những cái từ mà người ta gạch dưới như vậy ha, và sử dụng câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành. Rồi, nhìn vào ví dụ number 1 cô có the writer's written the book. Tác giả đã viết cái quyển sách này, được chưa? Vậy thì tác giả là người nên sẽ chủ động được cái việc viết, đúng không? Vậy thì mình sẽ đưa về dạng câu bị động bằng cách là người ta gạch dưới cái chữ the book thì mình viết lại thành chủ ngữ. Rồi the book là số ít nên cô sẽ đưa nó nên cô sẽ chọn cái chữ has ha, viết tắt là phẩy s. Rồi tiếp đến là chữ been và sau đó động từ thêm ed hoặc là verb 3. Vậy thì cô sẽ đưa cái chữ written này ha, đưa cái chữ written này xuống bởi vì nó là verb 3 luôn rồi. Vậy thì cô có là the book's been written, có nghĩa là quyển sách này đã được viết, được chưa nào?
Rồi, những câu còn lại các bạn sẽ hoàn thành cho cô nha. Cô cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi, sửa những câu còn lại với cô. Cô có number 2. The criminals been seen. Number 3. The windows haven't been cleaned. Number 4. That's been offered the job. Number 5. My ticket hasn't been checked. Number 6. The computer's been upgraded. Number 7. More fruits been added to school dinners. Number 8. 10 goals have been scored this year. Number 9. My computer's been repaired. And number 10. Dinner's been cooked. Rồi, tiếp đến là bài tập số 7 ha. Look at the pictures. Write sentences about picture B with the present perfect passive. Rồi, các bạn sẽ nhìn vào bức tranh ha. Rồi, hãy viết câu về bức tranh B với bị động thì hiện tại hoàn thành. Rồi, ở đây nhìn vào ví dụ number 1, cô có the plants water. Rồi, ở đây thì mình có là cây nè. Rồi, ở đây là nước, phải không? Rồi, nhìn vô hình A ha. Hình A thì các bạn thấy không? Cây với lại hai cái cây này nó rũ rượi luôn ha, có nghĩa là nó bị thiếu nước á. Còn hình B là sao? Nó căng tràn sức sống luôn ha. Vậy thì nó đã được tưới nước phải không nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ viết lại như sau. The plants have been watered. Rồi, ở đây là the plants là số nhiều, cô đi với have, sau đó là been và sau đó là cái động từ thêm ed ha. Vậy thì câu này là những cái cây á, nó đã được tưới nước, được không? Rồi, những câu còn lại các bạn hoàn thành cho cô ha. Cô cho các bạn 10 giây để làm bài tập này. Rồi, sửa những câu còn lại với cô nha. Cô có number 2. The TV's been plugged in. Number 3. The window's been replaced. Number 4. The vase has been repaired. Number 5. The coffee's been cleaned up. Number 6. The door's been closed. Number 7. The table and chairs have been moved. Number 8. The computer's been switched on. Tiếp theo là bài tập số 8 ha. Look at exercise 7. Write questions with the present perfect passive. Rồi, mình sẽ nhìn vào bài tập số 7 và dựa vào đó mình sẽ viết những câu hỏi với dạng câu bị động của thì hiện tại hoàn thành ha. Rồi, ở bên đây cô có là the plants have been watered, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ từ câu bị động mình sẽ chuyển nó về câu hỏi như thế nào đây. Rồi, mình sẽ đưa cái chữ have lên đầu câu ha, sau đó tới tân ngữ, tới been và động từ verb 3 ed. Cô có have the plants been watered, được chưa? Vậy thì ở đây là gì? Những cái cây á, đã được tưới phải không ha. Rồi, vậy thì dựa vào những câu còn lại các bạn sẽ thành lập câu hỏi giùm cô nha. Cô cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài này. Rồi, cùng cô sửa bài tiếp nha. Cô có number 2. Has the TV been plugged in? Number 3. Has the window been replaced? Number 4. Has the vase been repaired? Number 5. Has the coffee been cleaned up?
Number 6. Has the door been closed? Number 7. Have the table and chairs been moved? Number 8. Has the computer been switched on? Tiếp đến là bài tập số 9 nha. Write questions and short answers. Use the present perfect passive. Rồi các bạn sẽ viết câu hỏi và câu trả lời cho cô sử dụng câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành. Rồi đầu tiên người ta cho là you ask to make a speech, đúng không? Rồi ở đây thì mình sẽ thành lập câu hỏi như sau. Chữ you thì mình sẽ sử dụng have đứng đầu ha. Tiếp đến là been và động từ ask của mình phải thêm ed vào. Rồi vế sau mình viết lại ha. Rồi ở đây các bạn nhìn thấy chữ gì? Dấu tick hoặc là dấu cross, đúng không? Dấu tick thì các bạn sẽ trả lời là yes. Dấu cross các bạn trả lời là no ha. Rồi vậy thì cô có câu hỏi là have you been asked to make a speech? Yes, I have. Rồi câu này mang nghĩa là bạn đã được yêu cầu để làm bài nói phải không? Rồi câu trả lời là phải ha. Rồi những câu còn lại các bạn sẽ làm cho cô nha. Cô cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này. Rồi cùng cô sửa những câu còn lại. Cô có number 2. Have those clothes been worn? No, they haven't. Number 3. Have the invitations been written? Yes, they have. Number 4. Has she been sent a present? No, she hasn't. Number 5. Has the painting been stolen? No, it hasn't. Number 6. Has he been given a new computer? Yes, he has. Number 7. Have you been taught to swim? No, I haven't. Tiếp đến là bài tập số 10. Complete the dialogue. Use the present perfect passive. Rồi mình sẽ hoàn thành cái bài nói này ha. Rồi nhớ sử dụng câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành luôn. Rồi ở đây cô có Andy nói chuyện với Jason ha. Rồi hai bạn này đã nói với nhau điều gì? Did you get my email? Bạn có thấy cái email của tôi chưa? Bạn đã nhận được cái email của tôi chưa ha? Của tôi chưa? Rồi ở đây mình có là gì? Bạn Jason trả lời no, my computer. Rồi ở đây mình có động từ turn off. All morning it isn't working. Rồi vậy thì ở đây mình sử dụng thì hiện tại hoàn thành như thế nào? Mình có my computer là số ít, mình đi với has, sau đó là been và động từ turn mình thêm ed ha. Vậy thì câu này là my no my computer no my computer's been turned off. All morning it isn't working. Rồi, bạn Andy hỏi là bạn có thấy được cái email của tôi chưa? Thì bạn Jason trả lời là chưa. Cái máy tính của tôi á, thì nó đã tắt cả buổi sáng rồi, nó không có hoạt động ha. Rồi, vậy thì những chỗ trống còn lại các bạn hoàn thành cho cô nha. Cô cho các bạn 10 giây để làm bài này. Rồi bây giờ cùng sửa với cô nào. How long has it been broken? Since the weekend. I wanted to send you something. I've been sent some great photos of the school trip. They've been taken by a boy at school. Did William take them? He's been invited to show some of his photos
at the school art exhibition. Yes, he did. I'll send them to you. When your computer's been repaired. Rồi các bạn ơi, ở trong Unit 6 này, cô đã giới thiệu cho các bạn về câu bị động của thì tương lai cũng như là thì hiện tại hoàn thành rồi, phải không nào? Cô rất là cảm ơn sự cố gắng của các bạn nha. Rồi các bạn ơi, trong quá trình học chắc hẳn các bạn cũng rất là muốn cùng nghe bài giảng của cô và đồng hành làm bài tập với cô, phải không nào? Rồi để tăng thêm hiệu quả học tập cũng như là mình nắm vững kiến thức hơn, và mình sẽ cùng với cô làm bài tập ngay khi các bạn xem những video clip của cô luôn á, thì cô mời các bạn nhanh tay, thật là nhanh tay nha, nhấn vào phần mô tả ở phía bên dưới màn hình, rồi để các bạn có thể nhận được những voucher thật là hấp dẫn và mình sở hữu trọn bộ sách cùng đồng hành với cô trong những cái video clip bài giảng này nha. Rồi các bạn ơi, trong quá trình học thì chắc chắn có những lúc các bạn thắc mắc phải không nào? Cứ việc liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin ở trên màn hình. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau nha. Goodbye!